cả nhà. Đây là cầu vượt trên đường quốc lộ 56 thuộc thành phố Long Khánh, nơi giao nhau của cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và quốc lộ 56 thuộc gói thầu XL03, dài hơn 35,3 km, với giá trị hợp đồng là hơn 2.170 tỷ, do liên danh công ty Vinaconex và công ty Trung Chính thi công. Gói thầu này khởi công ngày 15 tháng 10 2020 và kết thúc ngày 31 tháng 12 2022. Theo chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thăng Long, hiện nay giá trị sản lượng của dự án đã đạt trên 77%, một con số rất khả quan. Phần lớn toàn tuyến đã thảm nhựa xong, giải phân cách cũng đã được công nhân lắp đặt. Tại một số đoạn còn nền đất thì công nhân đang tích cực lưu nền, thi công cấp phối đá dăm và thảm nhựa ngay khi có thể. Ban quản lý dự án Thăng Long tuyên bố sẽ huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực làm ngày làm đêm để đạt tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 2022. Ngoài ra, có một thông tin liên quan đến ban quản lý dự án Thăng Long, đó là đầu tháng 12 này, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã lên thay ông Dương Viết Rõn làm giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long, chỉ vài ngày sau chuyến thị sát cao tốc Phan Thiết Dầu Dây của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ngoài cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, ban quản lý dự án Thăng Long còn quản lý cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, cũng đang được gấp rút thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.